Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Video này thì mình sẽ dành ra một thời lượng nhất định để đánh giá kỹ hơn về hiệu năng trên Redmi K40 Pro. Có thể nói đây là thứ mà các bạn sẽ mua cái điện thoại này quan tâm nhiều nhất. Tại vì ai cũng sẽ thích một cái điện thoại hiệu năng mạnh mẽ trong một mức giá tốt, đúng không? Thực ra để nó mà tốt hơn á, thì mình đánh giá con Redmi K40. Mình đang cố gắng mượn máy bên XT để mà chia sẻ đánh giá đến cho các bạn. Nhưng mà rõ ràng với Snapdragon 888 mà mức giá thời điểm này mới về chỉ khoảng tầm 13 triệu hơn, sắp tới có thể chỉ loanh quanh đâu đó tầm khoảng 11 triệu mấy, 12 triệu chẳng hạn, thì đây sẽ là một trong những sản phẩm có thể nói là cấu hình dựa trên mức giá tốt nhất các bạn có thể tìm thấy tại thị trường Việt Nam. Nó là Xiaomi, thế nên nó sẽ chạy MIUI, và với góc nhìn của mình thì MIUI cũng sẽ có rất nhiều tính năng để phụ trợ cho cái trải nghiệm gaming một cách tốt hơn. Thì ok, video này mình sẽ đánh giá tổng quan về mặt hiệu năng. Bên cạnh đó mình sẽ mention một chút về khả năng chiến game để xem nó có thực sự tốt hay không nhá. Bắt đầu. Được. Thì điều đầu tiên mình sẽ đánh giá thông qua cái điểm số AnTuTu ở đây. Thì các bạn có thể thấy là nó vào khoảng tầm hơn 700.000 điểm AnTuTu. Thì tức là nó sẽ cao hơn một phần so với một vài những mẫu smartphone khác cũ sử dụng cái nền tảng này. Cái vấn đề ở đây đó là các bạn hiểu là Snapdragon 888 thì nó mạnh như thế, nhưng quan trọng là tối ưu con chip này đến đâu và giữ cho nó xung nhiều ở mức cao đến mức độ như thế nào, nó mới là cái quan trọng nhất. Thì với con Redmi K40 Pro này, mình thấy nó đẩy lên đến mức 42 độ. Thực ra là theo như cái thông số ở đây là nó sẽ đẩy mức tầm khoảng 41 độ trong một khoảng thời gian rất là dài, sau đó đẩy lên 42 độ giữ một khoảng đến gần hết cái bài test này, nó mới sụt xuống một chút là còn khoảng 41 độ. Thì thông qua cái nhiệt độ này mình có thể đánh giá là Xiaomi sẽ cố gắng giữ cái xung nhịp của con này ở mức cao nhất có thể, bỏ mặc đi cái vấn đề nhiệt độ nó bị nóng lên. Tại vì đây các bạn có thể thấy nó tăng tới 14 độ C, nhưng theo như nhiều hãng thì họ sẽ giảm xuống ngay ở cái mức tầm này. Đây tầm chỗ tầm khoảng mới bắt đầu chấm xong cái điểm hiệu năng về cái điểm đồ họa thì nó sẽ xuống, nhưng con này thì không, tức là nó sẽ cố gắng giữ cho điểm đồ họa mức rất cao và thậm chí điểm xử lý của CPU cũng ở mức rất là cao. Minh chứng rõ ràng là khoảng hơn 300.000 điểm AnTuTu ở cái phần GPU, nó đã nói rất rõ cái điều này. Điều đó thể hiện một điều, nếu như các bạn có cần làm những cái công việc gì đó nặng trong khoảng thời gian dài, ví dụ như render video hoặc các bạn chơi game cực kỳ nặng như Genshin Impact, thì nó sẽ giúp cho các bạn có thể giữ mức FPS ở mức cao hơn trong một khoảng thời gian dài hơn. Mình chỉ nói là trong một khoảng thời gian dài hơn thôi nhá, chứ còn nếu mà các bạn muốn giữ cho nó ở mức liên tục sau khoảng tầm nửa tiếng, thậm chí là một tiếng chơi game, thì chắc chắn chúng ta sẽ phải cần có những công cụ hỗ trợ bên ngoài như là quạt tản nhiệt vỏ sò các thứ gì đó để mà khiến cho cái máy này trở nên mát mẻ hơn, giữ cái nhiệt độ ở mức hợp lý hơn. Đó, đấy là vấn đề đầu tiên mình chấm thông qua cái điểm mà gọi là AnTuTu. Còn thông qua cái điểm Geekbench này thì mình không thực sự đánh giá quá cao, tại vì nó chỉ được bao nhiêu, 1.001 đơn nhân, khoảng 3.371 đơn đa nhân, thì nói chung là nó cũng tương tự đến rất nhiều dòng sản phẩm khác. Vấn đề của Snapdragon 888, nhiệt độ nó lại đến từ con GPU. Và nếu như các bạn để ý, nhiệt độ sẽ có một khoảng nó dốc lên đó, và rất nhiều những sản phẩm khác cũng như thế. Và nó nóng lên nhiều chỉ khi các bạn chơi game thôi, còn nếu như các bạn xử lý những thứ liên quan đến CPU thì chắc là con này cũng chẳng có điều gì để phải nhắc đến quá nhiều. Nó quá mạnh, thế là đủ rồi, đúng không? Đó là thông số, trải nghiệm thực tế hay sao? Cái mà mình rất là bất ngờ, đấy là cho dù nhá, nó cũng là MIUI 12.0.3 như con Mi 11 chính hãng mà mình đang sử dụng, con này mượt hơn. Các bạn không nghe nhầm đâu, mình đã sử dụng tầm khoảng 2 ngày và đây, khi các bạn nhìn thấy những cái hiệu ứng animation như thế này, nó bung ra bung vào, thì các bạn sẽ hiểu là nó mượt như thế nào và nó nhanh đến mức độ là như thế nào. Đây là khi mình đã cài vào đây rất nhiều ứng dụng của Google rồi đấy. Đó, mình đã cài vào vô số nhiều ứng dụng rồi, game cùng các thứ rồi đấy. Đó, các bạn thấy chưa? Thoạt ra cái hiệu ứng rất mượt. Đó, vuốt Facebook rất mượt. Ok chưa? Và ở những cái trải nghiệm này thì mình cũng sẽ đưa ra một kết luận nhỏ thôi. Đó là tuy cùng là MIUI nhưng máy Trung Quốc chưa chắc nó đã giống hoàn toàn với cả máy chính hãng Việt Nam. Đây, những cái hiệu ứng như vậy, hôm vừa rồi mình trải nghiệm chiếc con Mi 11, mình có đánh giá luôn là đôi khi các bạn sẽ cảm thấy nó hơi khựng khựng, vuốt nó cảm giác nó không thực sự mượt. Nhưng mà đây, con này thì nó mượt một cách bất ngờ luôn. Bấm vào đâu là phản hồi đến đấy. Và tất cả những cái trải nghiệm, tất cả những cái thao tác vuốt trên này, nó đều cực kỳ mượt mà. Nó cùng là Snapdragon 888, chỉ khác biệt duy nhất một thứ là cái độ phân giải màn hình thôi. Thì mình nghĩ cái đấy nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Vấn đề ở chỗ con này rất mượt,
Đấy mới là cái điều quan trọng nhất. Nhưng mà sắp tới mà áp sang cái ROM, ví dụ ROM global quốc tế mà mượt được như thế này nữa hay không thì mình không rõ. Nên là chắc là mình cũng sẽ bỏ qua yếu tố này luôn. Rồi, đến yếu tố cuối cùng, mình sẽ nói về trải nghiệm game. Thì mình có thử test một vài những tựa game như là PUBG Mobile. Rồi, thì khi mà mình vào chơi game thì mình nhận ra một điều. Ngay lập tức, cái tần số quét màn hình của máy sẽ bị giảm xuống 60Hz. Đây, mình sẽ bật cái phần Develop Option này cho các mọi người thấy. Đây, ví dụ như ngay ngoài màn hình chính này, mình đang có là 120Hz đúng không? Nhưng chỉ cần vào game một cái, ngay lập tức nó sẽ bị khóa xuống 60Hz. Và khi khóa xuống 60Hz như thế này thì cái điều đầu tiên đấy là các bạn sẽ không thể nào kích hoạt được cái chế độ Smooth và 90fps trên cái tựa game PUBG Mobile này. Và đây là cái điều mình cảm thấy không thực sự là ưng ý cho lắm. Thế nên mình đành phải test ở cái chế độ gọi là HDR và Extreme, tức là 60fps mà thôi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vào game luôn. Mình bắn thì hơi ngu, mong các bạn thông cảm nhé. Rồi, và các bạn để ý một chút xíu nhé. Cái số 60 ở đây nó thể hiện cái tần số quét của cái màn hình, tức là cái frame rate. Chứ tần số quét là hết là 60Hz ạ, chứ nó không phản ánh cái mức FPS mà cái này có thể đạt được nhá. Và thực tế thì mình cũng không cài những cái phần mềm đo FPS vào đây. Bởi vì sao? Bởi vì cái trải nghiệm mà mình có là nó quá mượt rồi. Và thực sự là các bạn sẽ không thể nào cảm thấy một chút xíu nào gọi là giật lag gì cả khi các bạn chơi những tựa game như thế này với cái mức FPS chỉ là khoảng tầm 60 và HDR như vậy. Cái quan trọng là nhiệt độ và quan trọng là nó có ổn định sau một khoảng thời gian mình chơi game hay là không. Thì câu trả lời của mình đó là cực kỳ ổn định luôn. Đây, đây nha. Let's go, Team Mass, let's go. Thì thực ra là mình đi vào đây để mình hiến xác cho chúng nó là chính thôi, chứ mình bắn ngu vãi cả trường nên mong các bạn thông cảm nhá. Ok, ok. Ui, ui, vãi trưởng. M24XT, à nó bắn sniper. Bảo sao mình chết. Nó mà cầm súng kiểu khác, vừa rồi mình bắn cho nó vỡ mồm ngay rồi. Đó, cho thêm tí loa đi cho nó hấp dẫn. Đấy, bởi vì mình bắn kém mà nên cho thêm tí âm thanh đi cho nó bị hấp dẫn. Đấy, mình cũng bắn ba ngón ghê lắm chứ bộ, đúng không các bạn? Ui, ông nào team mình bắn căng thế. Bắn từ nhà bên này sang nhà bên kia luôn. Kinh quá trưởng. Nào có thằng nào không? Đâu hết rồi. Ui. Ơ. Ui giời, không được hai thằng. Kinh thế. Thằng kia nó bị sao mà nó đứng thế nhỉ? Đó. Các bạn thấy mượt không? Như mình thấy thì là nó cực kỳ mượt luôn. Đương nhiên những cái màn hình điện thoại bây giờ thì phần lớn nó sẽ hỗ trợ HDR hết. Thế nên nếu như các bạn chơi chế độ HDR với cái tựa game này này thì nó rất là đẹp. Này lên đây. Này lên đây, tao bắn cho mày, mày bung sủi ra thôi. À đây rồi. Úi dồi ôi, enemy down. Trời ơi, mày dình tao à? Mày dình tao à? Có thằng nào không? Có thằng nào không? Ui, 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 sợ thế. Ui, sợ thế. Ui, sợ thế. Ui, hai đứa, hai đứa, hai đứa. Chết rồi. Hết trường. Rất là mượt. Em mình có thể khẳng định luôn, nếu như các bạn mà chơi những tựa game như vậy, cứ tự tin mà quẩy một cách bét tè là nhè tẹt ga, không gặp vấn đề gì cả. Ui, trời ơi, kill luôn. Avenger báo thù luôn. Đó. Mà cái quan trọng, các bạn cứ hiểu là Snapdragon 888 nó sẽ chỉ nóng lên thực sự nhiều khi các bạn chơi những tựa game cực kỳ nặng và nó ép trong khoảng thời gian dài mà thôi. Ví dụ như là Genshin Impact. Chứ còn với những tựa game kiểu như PUBG như thế này, mình có thể khẳng định luôn là nó sẽ không thể nào làm khó được con Snapdragon 888. Các bạn cứ hiểu như đây. Đây, GPU đang chạy có khoảng 15%, CPU chạy có khoảng 30%, 31%, FPS 60 kìa. Đó. Nó chạy nhẹ nhàng như thế thì hỏi các bạn làm sao mà nó có thể bị quá nóng được, đúng không? Và đương nhiên khi nó đã không bị quá nóng như thế thì các bạn có thể chơi trong một khoảng thời gian rất dài mà FPS nó vẫn mang lại một cách rất là ổn định và ok. Đó, cái mà mình cảm nhận thấy một cách rất là rõ ràng khi mà chơi game với K40 Pro như thế đấy. Các bạn nghĩ sao? Đây là PUBG HDR nó còn cực kỳ căng, chứ các bạn nào mà chơi Liên Quân chứ con này chắc là nó không muốn nóng lên mất. Tại vì Snapdragon 888 là nó quá mạnh. Thực sự là nó mạnh kinh khủng luôn. Đây có thể là một trong những con chip có thể cạnh tranh được về sức mạnh với cả Apple A14 luôn.
mà thậm chí với những cái function mới như là 120Hz thì cái trải nghiệm về độ mượt đó, nó không hề thua kém một chút xíu nào cả. Nhưng mà lưu ý, đây là máy xách tay nhá. Ơ, mày bắn tao nãy giờ luôn. Ui con chó. Đó. Thôi, game này như vậy là đủ rồi. Bây giờ mình sẽ đến với một tựa game khác để cho các bạn thấy sự đuối về nhiệt độ của con này. Ok. Đương nhiên, đó sẽ là tựa game quen thuộc về hiệu năng là Genshin Impact. Tốc độ load game thì rất là nhanh. Và bây giờ vào game. Các bạn thông cảm nó hơi bị sọc sọc trên cái màn hình này bởi vì cái máy quay của mình nó nét quá. Các bạn thông cảm nhé. Rồi, đầu tiên thì cứ phải show cái mức setting của mình. Overclocked. Hơi bị quá sức một tí. 2222X, hài tất cả mọi thứ và FPS là 60. Thì trời ơi, các bạn nhìn nó đẹp này, mượt này. Nhưng khi mà kéo kéo như này, các bạn sẽ thấy nó có độ khựng khựng nhất định. Đó, và bây giờ mới chỉ có một chút xíu thôi, máy phần tay của mình đã nóng lên cực kỳ nhiều rồi. Đó, game này nó không có cái đoạn nào auto nhỉ. Số ơi, đẹp không các bạn? Và lúc này mình có thể khẳng định luôn, không đạt được mức FPS 60. Đấy. Cái gì ấy nhỉ? Ui. Đó. Đó. Các bạn thấy đẹp không? Trời ơi, hiệu ứng kìa. Các bạn thấy sao? Đẹp không? Quá trời đẹp luôn. Nhưng đương nhiên không thể nào giữ được cái mức FPS 60 trong một khoảng thời gian khi các bạn chơi tựa game này, cũng giống như phần lớn những chiếc điện thoại khác. Đây này, tay mình mới cầm có một tí mà các bạn có thể thấy là mồ hôi tay của mình đã bị đọng lên đây. Tại vì cái này nó quá nóng, nó nóng một cách kinh khủng luôn. Nên trải nghiệm sử dụng, trải nghiệm chơi game mà đặc biệt về hiệu năng của Snapdragon 888 trên con K40 Pro này, thì mình có thể khẳng định là nó cũng tương tự như phần lớn những thiết bị khác đang chạy Snapdragon 888 trên thị trường. Có chăng cái mà Xiaomi cố gắng làm trên cái điện thoại này, đấy là giữ xung nhịp ở mức cao nhất có thể để giúp các bạn có những trải nghiệm về game ở mức FPS là cao nhất có thể. Đó, ví dụ như đây, đánh nhau này. Các bạn có thể... Đấy, ví dụ đánh nhau này. Đó. Đó, các bạn có thể thấy GPU lúc này đã phải chạy lên tới 52%, CPU là 44%, FPS chỉ còn khoảng tầm 57. Đấy. 56, các bạn thấy chưa? Đấy. Mà đây mới chỉ là ở bên ngoài thôi đấy, còn chưa vào đến bên trong phần bí cảnh đâu. Tại vì vào bí cảnh nó còn nặng hơn nhiều nữa cơ. Thì các bạn cũng hiểu là khi mà chơi Genshin Impact Max Setting thì con này nó sẽ như thế nào rồi đúng không? Nên là thôi, mình sẽ ngừng video lại tại đây luôn nhá. Tóm lại, với Redmi K40 Pro, thực sự đây là một trong những sản phẩm có hiệu năng ấn tượng nhất trong tầm giá các bạn có thể tìm thấy được tại thị trường Việt Nam. Ở thời điểm này thì nó cũng đang là một trong những con có Snapdragon 888 rẻ nhất. Nhưng chắc chắn trong thời gian sắp tới thì mức giá nó sẽ còn tốt hơn khi các bạn mua tại Intim Mobile. Thế nên nếu các bạn quan tâm thì tham khảo thông qua link phía bên dưới nhé. Còn sản phẩm này thì rõ ràng quá ngon để các bạn trải nghiệm về hiệu năng, quá ngon để các bạn chơi game rồi. Và các bạn nghĩ sao? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên những video sau. Bye.